đội tuyển Mỹ đánh bại Iran để lọt vào vòng 16 đội, vua cùng cúp 2022. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040, chúc cả nhà luôn bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị cùng chúng tôi trong thời gian qua. Đây là loạt video mới của kênh, trong chủ đề vui cùng cúp 2022, hy vọng sẽ mang đến luồng gió mới để mọi người cùng thưởng thức và sống cùng không khí sôi động của cúp 2022. Hôm nay 30 tháng 11 năm 2022, trận ác chiến giữa đội bóng Mỹ và Iran đã diễn ra thật kịch tính và ấn tượng. Tại bảng B cúp 2022 đã chứng kiến khoảnh khắc ngôi sao vụt sáng của tuyển thủ bóng đá Pulisic đã giúp đội tuyển Mỹ tạo nên chiến thắng quan trọng trước Iran, qua đó Mỹ giành quyền vào vòng trong tức vòng 16 đội một cách oanh liệt. Pha lập công cuối hiệp 1 của khuất tình Pulisic giúp Mỹ có chiến thắng 1-0 trước Iran ở loạt trận cuối bảng B rạng sáng 30 tháng 11, theo giờ Á Châu, gây chú ý mạnh cho người hâm mộ bóng đá. Được biết Mỹ dù được đánh giá cao hơn Iran trước trận, nhưng đại diện châu Á cũng chỉ cần một kết quả hòa để giành tấm vé lọt vào vòng 16 đội của bảng đấu. Áp lực buộc phải thắng đội bóng của khu vực khó khăn khà tạo động lực để Mỹ cố gắng dồn ép đối thủ ngay từ đầu trận. Giới bình luận bóng đá cho rằng huấn luyện viên Red Bớ Hầu Tì không giấu ý định tấn công phủ đầu Iran, nên đã sử dụng tới 3 tiền đạo trên hàng công bao gồm khuất tình Pulisic, tí mò thì Timothy Timo theo quý à và gió xa gì. Có lẽ với việc bố trí nhân sự hùng hậu như vậy, Mỹ làm được điều mà họ mong muốn. Bàn thắng ở phút 38 của Pulisic là kết quả từ nỗ lực dồn ép liên tục của đại diện châu Mỹ trước một Iran kiên cường. Nhận định chung là hai đội thực tế tỏ ra rất cân tài cân sức với những đường bóng nhanh. Iran kém hơn trong khâu cuối cùng nên Mỹ mới là đội có nhiều cơ hội dứt điểm hơn, nhưng đa phần là những cú đá thiếu chính xác. Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng, nhưng bất ngờ đã xảy ra. Phút 38, Mịch Ké Nì có đường mở bóng hay cho Đếch băng xuống. Hậu vệ cánh phải của đội tuyển Mỹ đánh đầu chuyền bóng luôn và Pulisic đã băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, nhạc trưởng của đội tuyển Mỹ đã bị đau sau pha bóng này và được thay ra ở ngay đầu hiệp 2. Đầu hiệp 2 thế trận không có gì thay đổi, nhưng Mỹ nhanh chóng chuyển sang lối chơi phòng ngự chặt sau khi nhận thấy khó lòng tìm thêm bàn thắng. Đại diện tới từ Bắc Mỹ không ngần ngại phòng thủ cả 11 cầu thủ trước vòng cấm để bảo vệ tỷ số chiến thắng. Trước lối chơi khó chịu của đội tuyển Mỹ, Iran không tìm được giải pháp hiệu quả để khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Càng về cuối, họ càng câu bổng để tìm may mắn nhưng không thành công, thắng tối thiểu 1-0. Nhưng đội tuyển Mỹ đã giành quyền vào vòng trong, còn Iran chính thức xách vali về nước sau vòng bảng. Có người nói với tâm lý chủ hòa khiến Iran nhập cuộc bị động và không gây ra được nhiều nguy hiểm cho đối phương, và họ đã thất bại trước đội Mỹ hừng hực khát khao chiến thắng. Pulisic và các đồng đội bên tuyển Mỹ thực hiện tới 12 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ trong khi Iran chỉ có 4. Mỹ còn có một lần khác đưa bóng vào lưới Iran nhưng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Bộ ba tiền vệ Tyler Adam, Weston McKennie và Jonas Musa của Mỹ tiếp tục chơi hay và chứng tỏ họ không thủ hòa tuyển Anh trước đó bằng may mắn, đập tan mọi ngờ vực. Về phần Iran, họ tiếp tục lỗi hẹn với vòng 16 đội World Cup và không thể làm nên lịch sử cho nền bóng đá nước nhà. Đây được xem là thành công lớn với tuyển Mỹ, đội đem dàn cầu thủ trẻ đến World Cup 2022. Độ tuổi trung bình của họ ở giải đấu tại Qatar là 25 tuổi 175 ngày, trẻ thứ hai trong lịch sử bóng đá Mỹ ở các kỳ World Cup, chỉ xếp sau lứa cầu thủ dự giải đấu năm 1990 tại Ý, 24 tuổi và 24 ngày. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Bớ Hauter cảm thấy tự hào về đội bóng trẻ của mình. Tự hào, trong hiệp 1, chúng tôi đã cho thấy chúng tôi có thể chơi bóng khoáng đạt như thế nào,
Trong hiệp 2, đội bóng đã cho thấy thành quả của sự quyết tâm. Tỷ số chung cuộc, Iran thua Mỹ 0-1, ghi bàn. Pulisic của Mỹ vào phút thứ 38, đội hình xuất phát xin xem trên màn hình. Với chiến thắng Iran, Mỹ xếp thứ 2 ở bảng B sau khi Anh giành chiến thắng 3-0 trước xứ Wales ở trận đấu cùng giờ. Đại diện của khu vực khóm cây Kha sẽ đối đầu Hà Lan vào lúc 22 giờ ngày 3 tháng 12, giờ Á Châu tại vòng 16 đội. Anh sẽ chạm trán Senegal vào lúc 2 giờ ngày 5 tháng 12, giờ Á Châu. Xin chúc mừng chiến thắng thuyết phục của đội tuyển bóng đá trẻ trung của Mỹ. Giờ phần thuyết minh của video xin tạm dừng. Mời các bạn xem tiếp những hình ảnh đẹp về trận cầu hấp dẫn này trong nhạc nền thú vị và đặc biệt là những hình ảnh cổ động viên thật vui tươi, sinh động và ấn tượng. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời với bóng đá và âm nhạc sôi động.
Video tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu có thể xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh Việt US 1041 vui cùng World Cup 2022.